chuột trùng siêu trái, giống dưa mang lại năng suất cho bà con nông dân và người trồng tại nhà ở ban công cũng như trồng vào thùng xốp và chậu cảnh. Dưa chuột trùng thích nghi với mọi loại đất, mọi loại khí hậu và gieo hạt tỷ lệ lên mầm là 100%. Dưa ra quả quanh năm, mỗi chùm cho ra 20 đến 30 trái một cây, mỗi lần ra có thể ra từ 200 đến 300 trái dưa. Hôm nay Shop Xin được chia sẻ giống dưa trùng siêu trái cho bà con nông dân trên mọi miền Tổ quốc và anh chị trồng dưa sạch ở nhà ăn cho đảm bảo. Hiện tại Shop em còn dưa hạt giống không nhiều vì đã bán cho bà con nông dân trồng với diện tích lớn. Anh chị nhanh tay đặt hàng về trồng lấy dưa sạch ăn cho bên em, xin thông tin địa chỉ và số điện thoại bên em lên đơn hàng cho nhà mình ạ.